Các bạn, hôm nay sáng chúng ta live stream ha, và mình nói các bạn ở cái chủ đề buổi sáng hôm nay là năm cái điều mà bạn cần làm để cái công việc kinh doanh của bạn phát triển trong năm 2019 này. Và nếu bạn nào đó mà chưa làm kinh doanh, vẫn còn đang đi làm công, vẫn còn đi làm thuê, thì cũng năm điều này bạn sẽ làm thì cái thu nhập tài chính của bạn nó sẽ được phát triển. Cái chương trình mới vừa bắt đầu được vài giây thôi thì chúng ta cùng nhau gặp nhau, chia sẻ, làm quen với nhau để chúng ta cùng có một ngày một cái ngày mới nó tràn đầy năng lượng và tràn đầy khí thế. Các bạn biết là cái cuộc sống mà chúng ta càng năng lượng á, thì cái sự thành công đến với chúng ta dễ dàng. Và chúng ta chào nhau, chào bạn Kim Loan, chào bạn Nguyễn Hồng, chào bạn Nguyên Bùi, chào bạn Hồng Ngọc. Bên kênh YouTube mình chưa thấy các bạn chào mình. Thì trong thời gian chờ các bạn chào mình khoe các bạn một cái này một chút xíu. Các bạn thấy chưa? Rất là đẹp. Thì ngày hôm qua và ngày hôm nay, chào bạn Duy Thanh, lâu quá chưa gặp Duy Thanh nha. Chào bạn Lê Duy Văn. Hôm qua và hôm nay thì mình có 2 ngày cho cái lớp online. Và rất là vui là sau khi lớp xong thì bạn Kiên Cường tặng cho mình cái này. Các bạn thấy mình rất là thích. Tặng cho mình cái này là hình để mình để lên bàn các bạn à. Mình để trên bàn không để ở đâu đó. Rất là đẹp, tự nhìn qua đây. Bạn Duy Thanh nói hôm qua nhận được sách rồi, tuyệt vời. Nhìn qua đây thì các bạn sẽ không thấy cái độ đẹp. Cái này nó làm bằng inox các bạn không? Và ở đây là một cái lớp kính, và nhìn trực tiếp các bạn nó sang lắm, nó sang, nó rất là đẹp. Mình không ngờ là bạn làm hai cái tấm hình, bạn làm hai cái tấm hình bạn tặng cho mình. Và hôm nay mình khoe với các bạn cái này nó rất là thú vị và ý nghĩa. Ở này có cái thương hiệu của bạn nữa, cái chữ nhỏ này các bạn thấy không? Boy Studio. Thì bạn Nguyễn Kiên Cường. Và làm như vậy thì lúc đầu thì bạn định tặng cho mình cái bức nó bự hơn. Cái bức các bạn mà nói là cái bức treo bự á, bự ở trong nhà thì trên tường á, thì mình chưa hình dung lắm. Cái rồi bắt đầu bạn mới im lặng bạn làm này, và tối hôm qua bạn đưa cho mình rất là bất ngờ và mình rất là thích cái món quà này. Cảm ơn bạn Kiên Cường. Bạn Kiên Cường là bạn tên là Nguyễn Kiên Cường, chuyên gia chụp hình. Phải nói là bạn chụp hình về em bé và hình doanh nhân đẹp vô cùng các bạn. Thực sự là từ lúc mà mình bạn chụp cho mình vài tấm hình, đặc biệt bạn có đi Singapore và chụp hình cho mình nữa, và mình rất thích những tấm hình này. Nên các bạn nào mà hình cho bé và hình cho doanh nhân, các bạn muốn có những cái tấm hình gọi là tấm hình xuất sắc, tấm hình xuất sắc để đòi á, thì các bạn có lên Google, các bạn search là Nguyễn Kiên Cường hoặc là Boy Studio, thì các bạn sẽ biết và các bạn sẽ có những cái tấm ảnh gọi là để đời. Nó lột tả được cái thần thái, nó hay lắm. Vậy là vừa rồi mình có 2 món quà đó, mình mới vừa khoe bạn đó. Vâng, vậy thì chúng ta làm quen và kết nối với nhau. Và các bạn bấm like bên Facebook đó các bạn. Bên Facebook các bạn bấm like đi, chia sẻ được thì quá tốt. Còn bên kênh YouTube cũng vậy, các bạn cũng bấm vào like đi, rồi các bạn chia sẻ, các bạn giới thiệu về mình để chúng ta biết. Chào bạn Tori Trần, chào bạn Việt Nam Xây Dựng. Vậy thì chúng ta cùng nhau chào và chúng ta kết nối. Và bây giờ mình nói với các bạn tập trung vào cái chủ đề ha. Chút xíu nữa mình cũng phải đi đứng lớp rồi, nên là bây giờ mình nói nó nhanh thôi. Hôm nay mình cũng phải lên sớm, thì có một bạn ở Đà Nẵng vào. Bạn này cũng đã tham gia bây được 4 năm rồi. Trước kia bạn ở Sài Gòn, và sau khi bạn học Bitcoin xong, cái cách thức làm chủ xong, là bạn quyết định về Đà Nẵng. Và hiện tại bạn phát triển rất là tốt, qua 4 năm bạn phát triển rất là tốt. Thì tối qua bạn bay vào Sài Gòn, và sáng nay bạn mong muốn gặp mình. Thì mình chỉ có thời gian là gặp bạn khoảng 8 giờ 15 sáng cho tới 8 giờ 40, sau đó chuẩn bị vào lớp rồi. Chào bạn Thanh Tịnh. Nên là cái việc đó cũng rất là gấp, nên là mình chỉ nói cho các bạn 5 bước này, và sau đó mình phải ăn sáng và mình lên để mình hẹn gặp với bạn. Bạn kinh doanh rất là phát triển, kỳ này bạn vào bạn thăm mình, thứ nhất là cảm ơn, cái thứ hai là chắc là bạn muốn nói món quà thì mình không biết là món quà gì, cái thứ ba là hỏi thêm một số cái trong cái chiến lược kinh doanh. Các bạn thấy làm kinh doanh nó sướng ngay trên khắp mọi miền đất nước, lúc nào cũng trao đổi, cũng nói chuyện được. Vậy thì
Bạn đã kết thúc một năm 2018 rồi. Vậy mục tiêu cho năm 2019 của bạn là gì? Ok chưa? Và bạn đã có kế hoạch gì cho cái việc đó chưa? Cho cái sự phát triển chưa? Bạn có kế hoạch gì cho nó chưa? Và trong năm 2019 này bạn làm cái gì để bạn đột biến, để bạn phát triển? Ok, bạn tôi đi Trần nha. Để bạn phát triển vì nó. Các bạn có đồng ý với mình rằng là nếu chúng ta không có mục tiêu và chúng ta có mục tiêu rồi chúng ta để đó. Như thế nào là mục tiêu đó? Nhiều người đầu năm cũng ra mục tiêu nhưng mà xong đó rồi họ để nó trong một cái quyển tập nào đó, họ để nó vào trong một cái xó bàn nào đó. Những người đó mình gọi là họ quăng ước mơ của họ vào trong cái sọt rác. Những người đó là chuyên gia biến mục tiêu thành ước mơ. Những cái người mà họ không đạt được trong thành quả nào, trong thành quả trong cuộc sống là bởi vì họ luôn biến cái tương lai của họ thành ước mơ, cái mục tiêu của họ thành ước mơ. Còn những cái người thành công thì họ luôn biến gì ạ? Ước mơ thành mục tiêu và mục tiêu thành kế hoạch hành động. Vậy thì trong năm 2019 này bạn đã làm, bạn đã có mục tiêu rõ ràng chưa và bạn có cái kế hoạch gì để phát triển nó chưa? Đây là những cái câu hỏi. Chào bạn Phan Thanh Lâm ha, chào bạn Cuộc Sống Việt Nam Sài Gòn. Ok, cái nick của bạn rất là dài. Và bạn đã có cái vấn đề này chưa và chúng ta cần phải làm cho nó những cái yếu tố gì? Thứ nhất là bạn phải làm việc vì mình chứ đừng có làm việc vì ai khác. Một cái điều thứ nhất, các bạn đừng có làm việc vì ba mẹ bảo em làm cái này, vì ba mẹ bảo em làm cái kia. Tức là chúng ta phải biết rằng để mà chúng ta làm việc cái điều thứ nhất mà nó nói đến các bạn là chúng ta phải làm việc vì đam mê, làm việc hết mình vì mình chứ không phải làm việc vì ai đó xúi dục. Bởi vì ba mẹ má em bắt làm cái này mình gặp nhiều lắm. Bởi vì em e ngại làm cái kia, người ta nói chúng ta phải làm việc vì đam mê và chúng ta phải làm việc vì mình. Ok chưa? Và khi chúng ta đam mê thì chúng ta mới bộc lộ hết cái khả năng của mình. Bạn làm việc vì kiếm tiền á thì một thời gian bạn sẽ chán. Tại sao làm việc vì đam mê nó giúp cho bạn thành công? Vì đam mê bạn mới làm việc không mệt nghỉ. Đam mê cảm ơn bạn mới đoan. Đam mê nó làm cho bạn nghiên cứu ngày, nghiên cứu đêm. Đam mê nó làm cho bạn thấy rằng là chúng ta không cần phải làm việc, chúng ta không có cảm giác là chúng ta làm việc. Còn các bạn làm việc vì tiền các bạn sẽ mệt. Có tiền rồi nhưng mà nó mệt. Bạn làm việc hồi bạn chán. Tại vì cái nguyên tắc của làm việc á, cái nguyên tắc của làm việc là như vậy nè. Bạn mới vào lĩnh vực gì á, nó 3 tháng, 6 tháng bạn còn thấy nó thích thú. Nhưng mà làm riết rồi, cứ hàng ngày nó làm đi làm lại đúng vậy, hàng ngày nó làm đi làm lại đúng vậy, hàng ngày nó làm đi làm lại đúng vậy. Các bạn nào và qua năm 1, năm 2, năm 3 đó là bạn ngán liền. Nếu bạn không thực sự đam mê về nó. Ví dụ như là mình viết sách, các bạn thấy chưa? Thì cái người mà không biết viết sách đó, lần đầu tiên viết sách thì mới là thú vị. Chứ cái người đã biết viết sách như mình, các bạn thấy không? Mình cứ như vậy là mình ra sách, cứ như vậy mình ra sách tại vì mình biết cách rồi. Và nếu mà mình không thực sự đam mê trong cái việc viết sách thì mình không thể viết được nhiều quyển sách như vậy được. Không thể được. Thiếu cái yếu tố đam mê làm việc không có nổi. Bởi vì sao? Mới lúc đầu thì làm đi lại. Hoặc là ví dụ các bạn làm cái nghề chụp hình đi. Thì mới chụp hình thì đúng là nó thích thú thật. Chào bạn Trần Văn Lâm, chào bạn Kim Loan. Rất là thích thú thật. Tuy nhiên làm việc một hồi thì sao Ngày nào cũng giác máy đi chụp, ngày nào cũng giác máy đi chụp. Quanh năm suốt tháng cứ bấy nhiêu việc đó. Làm riết là nó nhuyễn rồi mà. Làm riết rồi nó như thế nào, nó thành cái thói quen rồi mà. Và nếu mà bạn không đam mê, bạn không cảm hứng á, tự nhiên bạn chán. Bản thân mình đứng lớp nè, đứng cho tới bây giờ 9 năm rồi. Ngày nào cũng đứng lớp. Hôm nay mình đứng lớp cái lớp online này. Thì cái lớp online mình đứng từ năm 2009 tới giờ, nói biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ có cái lâu lâu update lại, có những cái nó mới theo thời cuộc tôi. Hoặc là cái lớp làm chủ, nói từ năm 2009 tới giờ, tháng nào cũng hai lớp á. Bạn hình dung đi. Và nếu chúng ta không đam mê, chúng ta nói một hồi là chúng ta không có nói nổi, không đứng nổi nữa.
bởi vì nó không còn gì thú vị nữa. À, nó là làm việc là phải vì đam mê và làm việc vì cái sự phát triển của chính mình, vì vì mình yêu quý nó, mình muốn trở thành một cái con người rất là sâu sắc trong lĩnh vực đó. À, mình muốn khách hàng của mình càng ngày càng phát triển hơn, tức là chúng ta phải đi rất là sâu vào trong lĩnh vực đó thì chúng ta mới như thế nào ạ? À? Chúng ta mới trở thành một người có tiền được, có tiền nhiều nhiều được, tức là làm vì đam mê để có tiền từ nhiều. Nhưng một cái câu hỏi đặt ra ở đây là bạn đã thực sự như thế nào? Bạn đã thực sự là tìm kiếm cho mình một cái hỏi đặt ra mình muốn hỏi các bạn nhé. Bạn đã thực sự là tìm kiếm cho mình một cái niềm đam mê tuyệt vời chưa? Bạn đã thực sự làm được cái điều đó chưa? Bạn đã trả lời chưa? Còn nếu chưa thì hãy va chạm, hãy đi với chuyên gia, hãy ngồi nói chuyện với người này người kia để bạn ra được cái gì à? À, bạn ra được cái mà mình hứng thú, cái mà mình cảm hứng, rồi mình làm việc hết mình vì nó, mình làm việc vì mình. À, các bạn làm việc vì ba em bắt em làm này, vì ai đó bắt em làm, bạn làm việc một hồi cái bạn mất cảm hứng à, bạn làm việc vì tiền bạn cũng mất cảm hứng luôn. À, nó là năm hồi giờ mà bạn chưa làm việc vì cái yếu tố này thì ngay trong năm 2019 này, ngay những ngày đầu năm trong năm 2019 này, bạn hãy hãy điều chỉnh cái thói quen của mình đi. Hãy điều chỉnh suy nghĩ đi, hãy điều chỉnh cái cách hành vi làm quen của mình đi. À, chào bạn Hải Trần, chào bạn Lê Thị Minh Tâm. À, các bạn nhớ like cái trang của mình ha. À, các bạn bên kênh YouTube thì các bạn có thể đăng ký subscribe, đăng ký rồi xong các bạn bấm vào cái chuông thì mỗi lần mình livestream nó mới bung lên. Các bạn bên trang Facebook á thì các bạn bấm vào cái chỗ mà nổi bật á, nó bật lên nó thì khi mà mình livestream nó mới bật nhà các bạn. À, các bạn có thể kết bạn cứ với mình follow. À, có thể chia sẻ về trang Facebook nhà các bạn bên kênh YouTube cũng vậy, và các bạn thắc mắc câu hỏi gì thì các bạn hỏi xuống. À, đó là cái điều thứ nhất. À, cái điều thứ hai là chúng ta hãy có cho mình một cái ước mơ. À, có cho mình một ước mơ mà người ta nói đi nói lại các bạn hoài đúng không? Ước mơ là không không tốn tiền, ước mơ là miễn phí, chính xác, ước mơ hoàn toàn miễn phí. À, cảm ơn bạn Khương Trần, mỗi ngày một chút thôi, đúng rồi, ước mơ hoàn toàn miễn phí mà chính xác 100%. À, và như thế nào ạ? À? Và như thế nào ạ? À? Bản thân mình cũng vậy, cái ước mơ rồi chúng ta đạt được các bạn ạ. À, mình nhớ thời cấp 2 á là mình học tiếng Nga, hồi đó mình ở Cam Ranh, gần cảng Cam Ranh, hồi đó là cảng Cam Ranh là còn Nga, còn người Nga họ đóng, hồi đó gọi là Liên Xô. À, thì các bạn biết đó, đông lắm, cứ mỗi chiều họ ra, và hồi đó tụi mình học cấp 2 là tụi mình phải học tiếng Nga. À, chào bạn Phương Nguyễn. À, và như thế nào ạ? À? Hồi đó mình học tiếng Nga này nên mình yêu quý về nước Nga. Những lúc mà đài truyền hình hồi đó, đài truyền hình Việt Nam á, hay phát những chương trình mà du học sinh từ Nga về á, du học sinh từ Nga về. À, các bạn bên YouTube thấy các bạn ít nói quá. À, bên Facebook thì các bạn nói liên tục luôn. Du học sinh từ Nga về thì họ hay truyền hình như là buổi chiều nước Nga, những bài hát về cây Bạch Dương rồi nước nước Nga. Và hồi đó và sông Volga rồi mình học trong sách tiếng Nga, mình thấy mình thích lắm. À, mình thấy mình thích vô cùng. À, và mình ước mơ gì ạ? À? Mình ước mơ một ngày nào đó, hồi đó gọi là ước mơ, hồi đó ở quê nghèo mà khổ mà làm gì có tiền đâu mà đặt mục tiêu, chỉ ước mơ thôi. Ước mơ một ngày nào đó mình đặt chân đến nước Nga, ước mơ một ngày nào đó mình đến Moscow, mình đến quảng trường đỏ. À, các bạn hình dung chưa, đến điện Kremlin chậm 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 chậm, tất cả cái đó là cái ước mơ. Nhưng các bạn biết chuyện gì xảy ra mà năm 2019 qua năm 2014 mình cùng với 12 bạn nữa của Bitrening đã đặt chân đến Moscow, đã đặt chân đến quảng trường đỏ, đã đặt chân đến điện Kremlin. Các bạn thấy chưa? Mình đã tới thành phố Saint Petersburg. Ok, của Nga. À, cách Moscow nó khoảng 600 km. À, mình đi tàu hỏa của Nga để từ Moscow mà qua qua đó, mình ở bên đất nước đó khoảng mười mấy ngày. À, các bạn thấy tuyệt vời chưa? Cái ước mơ bạn có rồi nó sẽ trở thành hiện thực. À, nếu chúng ta không có ước mơ,
chúng ta sẽ không làm gì được nó. Các bạn có nhận ra điều nào không ạ? Rồi mình đến Singapore. Và khi mình đến Singapore, mình thấy đất nước Singapore rất là phát triển, họ phát triển và họ phát triển vượt bậc một đảo quốc có bé xíu à, mà họ phát triển vượt vượt bậc. Và mà cái mình tìm hiểu được cái phía đằng sau cái sự phát triển đó là cái sự đột phá của cố thủ tướng Lý Quang Diệu. Và mình mới đọc những cái quyển sách về thủ tướng Lý Quang Diệu. Và khi mình đọc sách về thủ tướng Lý Quang Diệu thì mình mới ngộ ra một điều rằng thủ tướng Lý Quang Diệu á, hồi kia được đi học ở cái trường Cambridge, đại học Cambridge ở nước Anh. Trong sách thủ tướng có nói về những cái vấn đề đề đó, và đó là lý do mà thủ tướng về phát triển, và các cái lãnh đạo mà thời đó đó là thủ tướng Lý Quang Diệu gửi đi học ở Cambridge, gửi đi học ở Harvard, gửi đi học của Oxford. Harvard thì của Mỹ, Oxford ở Anh, nó có hai cái trường đại học rất là nổi tiếng là trường đại học Oxford và trường đại học Cambridge. Và khi mình đến Singapore và mình như thế nào mình mong muốn là một ngày nào đó mình sẽ đến London, một ngày nào đó mình đến đại học Cambridge để mình chứng kiến đại học Cambridge nó như thế nào, mà một người thủ tướng mà hồi kia còn trẻ học đất nước đó và họ có những tư duy đột phá và họ về họ lãnh đạo một đất nước Singapore và nó tuyệt vời như vậy, và cả thế hệ những lãnh đạo sau đó. Thì các bạn biết cái chuyện gì xảy ra trong năm 2016, chính mình, gia đình mình, kể cả bé Bambi của mình cũng đã đặt chân đến London và cũng đã đến được cái trường đại học Cambridge. Các bạn thấy chưa? Và đó là một điều nó vô cùng kỳ diệu các bạn Các bạn hãy ước mơ đi rồi các bạn sẽ đạt được. Mà nói các bạn rồi, cái ước mơ nó miễn phí mà. Có nhiều người mơ còn không dám mơ. Chúng ta hãy mơ đi. Và mình tin rằng cái giấc mơ nó đạt được. Và các bạn biết là năm 2008-2009 mình đi qua Singapore, và lần đầu tiên trong cuộc đời của mình ngồi trong một cái khán phòng rất là đông người, và mình chứng kiến một cái ông diễn giả người Mỹ, là ông Phil Thong, ông chia sẻ về một cái quyển sách là Rule One, là nguyên tắc số 1, dịch ra tiếng Việt là gọi là nguyên tắc số 1, quy luật số 1 gì đó, tùy theo cái cách của người dịch, Rule One. Và ông chia sẻ về cái quyển sách. Ông đứng trên cái hội trường đông lắm, khoảng 6.000 người các bạn. Ông chia sẻ, ông nói lần đầu tiên mình ở trong một cái hội trường nó đông người mà một ông diễn giả nói về cái quyển sách, lần đầu tiên mình chứng kiến nó, tại vì trước đó mình chưa bao giờ mình chứng kiến cái kiểu đó. Mình chưa chứng kiến cái điều kiểu đó. Và mình chia sẻ. Và khi mà ông chia sẻ đâu khoảng 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng đồng hồ á, và ông nói là cái quyển sách của tôi bán ở dưới kia nè, mọi người cứ quan tâm thì đi xuống dưới đó để mua quyển sách. Thì nó rất là bất ngờ các bạn, vô cùng bất ngờ. Mình từ lúc đó mình không có mua, mình ngồi y một chỗ. Và nhờ ngồi y một chỗ mình mới quan sát được những cái bài học tuyệt vời. Vô cùng bất ngờ là bấm một cái mà thấy trời, lượng người đi xuống mua rất là đông. Và mình nhìn quanh hội trường là mình thấy khoảng 30%. Các bạn chưa? 30% để xuống mua. 30% trong cái hội trường mà có 6.000 người là khoảng bao nhiêu người các bạn? Các bạn thấy không? Và một cái quyển sách, các bạn thấy người ta đi xuống, người ta mua không 30%. Mình ngồi một hồi mình quan sát, mình mới phát hiện ra sao mà đông người thế này, đông người mua này. Và mình cũng chưa biết cái quyển sách bao nhiêu, và lúc đó bắt đầu mình mới đứng lên. Và mình đi tới những cái quầy ở rất là xa, tại cái hội trường nó rộng lắm, và bắt đầu mình mới xem, mình mới cầm quyển sách lên mình xem, thì mình thấy cái giá của nó, cái giá của quyển sách đó như thế nào, là nó 49 đô, 49 đô sing, đô sing thì hiện tại nó khoảng 17.000, 49 đô sing các bạn và các bạn thấy không, 30% của 6.000 là khoảng 1.800 người mua, cho 2.000 người đi, cho nó chẳng. Mà mỗi quyển sách á, 49 đô cho 50 đô đi. Các bạn hình dung cho 50 đô đi. Thì 1.000 người là bao nhiêu các bạn thấy chưa? Và 2.000 người là bao nhiêu? Các bạn thấy có 1 triệu đô chưa? Các bạn thấy ghê gớm không?
và lần đầu tiên trong cuộc đời mình nghĩ, ồ, sao người ta kiếm 1 triệu đô dễ dàng thế? Sao trong vòng có 1-2 tiếng đồng hồ người ta nó có bầm một cái người ta có 1 triệu đô, các bạn thấy ghê gớm không? Và lần đầu tiên trong cuộc đời mình chứng kiến. Và thế là cách đây 8-9 năm trước, mình đã ước mơ trong đầu mình, gọi là ước mơ, lúc đó gọi là ước mơ mà, là mình phải có gì, mình có cho mình một quyển sách, mình ước mơ rằng mình là tác giả sách. Bạn hình dung cái quy trình ước mơ chưa? Mình ước mơ. Và thế là như thế nào à? Và thế là chuyện gì xảy ra đối với mình à? Các bạn thấy không? Cho tới bây giờ các bạn thấy không? Mình có bao nhiêu quyển sách rồi? 4 quyển sách rồi. Và trong năm 2019 này mình sẽ có 2 quyển sách nữa. Bạn hình dung chưa? Cái ước mơ rồi nó sẽ trở thành sự thật. Nếu mà bạn chưa có ước mơ thì năm 2019 phải mơ. Nếu mà bạn chưa bao giờ ra sở hữu công ty thì bạn phải ước mơ mình sở hữu công ty đi, mình sẽ là chủ doanh nghiệp đi. Nếu bạn đã là ra kinh doanh rồi mà công việc của bạn chưa phát triển, nó chỉ có 1 chi nhánh, thì bạn phải ước mơ là bạn có 10 chi nhánh đi. Nếu mà doanh thu của doanh nghiệp của bạn nó mới lòng vòng 100-200 triệu thì bạn phải ước mơ một ngày nó lên 1 tỷ đi. Hãy ước mơ đi, nó không có tốn tiền đâu. Đừng có mà kìm hãm mình. Tất cả những lần mình làm, mình sao chuỗi thì rõ ràng trước đó mình đều ước mơ có trong đầu. Bạn phải cho nó có trong đầu rồi mới có ở trên tay được. Không có trên đầu, không có trên tay, đừng có cái đầu trống lỏng, ok chưa? Bạn đừng có đầu trống trống lỏng, cái đầu chúng ta nó hãy có một cái gì đó để chừng cuối cùng nó có ở trên tay các bạn à. Nên các bạn hãy ước mơ trong năm 2019 này, ước mơ. Ước mơ thì lớn, tuy nhiên hãy bắt đầu nhỏ, chứ phải ước mơ lớn bắt đầu lớn không được. Chúng ta không thể bắt đầu lớn được. Bạn hiểu chưa? Chúng ta làm từ việc nhỏ một. Mình ước mơ là mình có nhiều quyển sách, nhưng mà mình phải bắt đầu từ một quyển sách. Các bạn đồng ý ra điều nào ạ? Ước mơ chúng ta có một cái doanh nghiệp nhỏ thì bước đầu tiên chúng ta phải ra khởi nghiệp đi, chúng ta mở cho mình được một cửa hàng đi. Chúng ta có doanh thu 10 triệu một tháng đi, rồi mới tới 50 triệu một tháng, rồi mà tới như thế nào 100 triệu một tháng. Ước mơ lớn nhưng bắt đầu đi từ những việc rất là nhỏ, rất là chi tiết, rất là cụ thể. Bạn hình dung ra điều này chưa? Nếu mà bạn nhận ra được cái điều này thì bạn sẽ làm. Khát khao thì lớn nhưng bắt đầu là từng bước đi cụ thể. Hãy bắt đầu ngay, không có dần dừ. Các bạn thấy chưa? Nếu mà bạn xem cái phụ lục, chào bạn Trần Linh, ok chưa? Chào bạn Lâm, chào bạn Nhanh Trương. Nếu mà bạn xem cái phụ lục của quyển bán hàng online của mình, là các bạn thấy à, cái quyển bán hàng online này, cái phụ lục này các bạn thấy không? Nó dài mà, nó vô cùng dài. Các bạn thấy cái phụ lục của mình nó dài mà. Tuy nhiên để mà viết ra được quyển bán online là các bạn thấy mình phải bắt đầu từng bài một. Bài một là sức mạnh lan truyền thông điệp, bài 2 là giúp khách hàng chia sẻ trải nghiệm và sản phẩm dịch vụ, cái bài 3 là cách khách hàng chứng thực uy tín của bạn, bài 4 là biến những lời phàn nàn thành cơ hội. Các bạn nhận ra điều này chưa? Mình phải bắt đầu từng bài một. Ước mơ có được quyển sách thì phải bắt đầu từng bài một của trong cái quyển sách bán hàng online này. Cứ quyển mỗi ngày một chút thôi cũng vậy. Để ra được quyển này thì các bạn dỡ cái phụ lục của quyển bán hàng online ra ngay này, để các bạn thấy này. Cái phụ lục đó rất là dài. Và để đạt được là các bạn thấy mình phải biết từng ngày một, khó khăn giúp bạn hé lộ tài năng, hoặc là bởi vì ta không thay đổi, hoặc là khởi nghiệp cũng cần sự thảnh thơi. Cuộc sống luôn có vấn đề, phẩm chất của con người được bộc lộ khi nào? Mình phải làm từng bài một thì chừng mình mới ra sách. Và 2 quyển sách mình sắp ra năm 2019 này cũng vậy, mình cũng phải bắt đầu từ việc rất là nhỏ. Cái dở hơi của rất là nhiều người ở đây, mình chứng kiến rất là nhiều người rất là thông minh, rất là giỏi giang. Họ đi làm là họ làm trưởng phòng này, trưởng phòng kia, trưởng chi nhánh này, trưởng chi nhánh kia, thậm chí giám đốc kinh doanh toàn quốc, giám đốc marketing toàn quốc. Tuy nhiên họ bị một cái sai lầm là khi họ ra họ làm cho họ, họ làm rất là bự, chưa gì hết mà làm hoành tráng. Và thế là thế. Họ không biết một cái quy luật rất là đơn giản là hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất.
Nên mình mong các bạn hãy giải quyết ra được cái việc này. Cái thứ ba mà các bạn phải làm trong năm 2019 này, chào bạn Thảo Nguyễn, là hãy tìm một cái gì đó và giúp đỡ ai đó thành công. Giúp đỡ người khác, hãy tìm một cái gì đó và giúp đỡ người khác thành công. Tại sao vậy? Thì khi càng mà giúp đỡ đó, ok chưa? Cái kỹ năng bạn nó càng phát triển, bạn mới thấu hiểu về người khác nhiều hơn. Cảm ơn bạn Sophia Trần ha. Hãy tìm một cái kỹ năng gì đó, hãy tìm một cái kinh nghiệm gì đó, hãy tìm một cái kiến thức gì đó, và chúng ta quyết định trong năm 2019 này chúng ta sẽ giúp đỡ ai đó. Giống như mình này các bạn thấy không? Ngày cuối tuần rồi các bạn thấy sáng hôm qua, sáng hôm nay là hai buổi sáng và mình rảnh. Tại vì sáng mai thì mình phải bận chở Bambi đi học sớm nên không có live stream cho các bạn được. Rồi ngày mai mình đứng lớp cả ngày cho cái lớp link, cái lớp xây dựng hệ thống và quy trình. Rồi ngày mốt cũng vậy, rồi ngày kia cũng vậy, các bạn hồn nhau chưa? Nên không rảnh, tối về thì live stream cho cái lớp bán hàng Tết rồi. Tuy nhiên hai cái buổi sáng này mình rảnh thì không có đưa Bambi đi học. Thì mình rảnh là mình live stream cho các bạn liền. Thì trong quá trình mình live stream này, chắc chắn rằng sẽ có một vài bạn, mình không mong muốn nhiều, họ nghe được cái suy nghĩ gì đó, họ nghe một cái ý kiến gì đó, một cái câu sẻ, một cái câu chuyện gì đó và giúp cho họ thay đổi, thì đây được gọi là cái công việc mình giúp, mình chia sẻ cho ai đó, các bạn hiểu chưa nào? Và trong năm 2019 này bạn cũng phải như vậy, bạn phải làm một cái gì đó để bạn giúp đỡ nhiều người thành công thì càng tốt. Có như bạn nói em không có biết cái gì để giúp đỡ thì cũng đơn giản thôi, bạn đọc một cái quyển sách gì đó hay và bạn giới thiệu cho người ta cái quyển sách đó, hoặc là bạn mua quyển sách đó bạn tặng cho người khác, đó cũng là gọi là giúp đỡ. Giúp đỡ nó đâu có cái gì là ghê gớm đâu. Đâu phải là bạn cho ai đó một cái cục tiền rất là bự, bạn cho ai đó là một cái nhà thì mới gọi là giúp đỡ đâu. Bạn có nhận ra điều nào mà nó rất là đơn giản, và mỗi ngày các bạn cần phải có thói quen giúp đỡ nhiều người hơn, giúp đỡ nhiều người hơn. Hoặc là bạn thấy mình live stream trên cái Facebook này và bạn thấy có một cái điều gì đó nó hay, nó thú vị, chào bạn Thế Vinh nha, chào bạn Hữu Thuật, thì các bạn có thể là tag người nào đó vào cái live stream này, cái đó cũng gọi là giúp đỡ. Và qua cái cơ duyên đó mình với người đó gặp được nhau, hoặc là nhờ mình nói những cái gì ở trên cái live stream này nè, và cái người mà bạn tát vào đó họ nghe được và họ thay đổi, thì đó là bạn đang chính là người đang gieo hạt của mình rồi. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Chào bạn Đặng Hữu Đức. Ý ở đây mình muốn gửi đến các bạn nó rất là rõ ràng, nó như vậy đó, nó là bạn có đã lên kế hoạch trong năm 2019 này để giúp đỡ ai đó chưa? Và giúp đỡ một cách có nhiều người nha, lại nói như mình nói như vậy nè, em giúp đỡ người đó nhưng mà người đó họ có mang ơn em đâu, họ có cảm ơn em đâu. Không phải, suy nghĩ như vậy là không được. Nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ cho ai đó. Chào bạn Lê Nhàn. Con người ta có cảm ơn bạn hay không là việc khác, các bạn hãy tách hai việc đó qua một bên. Còn nếu mà chúng ta giúp đỡ ai đó và mong người ta lại cảm ơn mình, vậy là bạn đâu có giúp đỡ. Bạn Hoa Trương là gieo hạt nhỏ, tuyệt vời. Bạn Bá Sơn, tuyệt vời. Nghĩa là bạn yêu người khác không đồng nghĩa là người khác bắt buộc phải yêu lại bạn. Bạn hiểu ý của mình không ạ? Bạn giúp đỡ người khác không có đồng nghĩa là người khác bắt buộc phải giúp đỡ lại bạn. Bạn phải hiểu cái nguyên tắc đó. Bạn cho đi người khác không có nghĩa là người khác vẫn cho đi lại bạn. Các bạn phải hiểu cái nguyên tắc ở trong cái cuộc sống này. Rồi nhiều người cứ nói là cuộc sống này vốn không công bằng. Bởi vì bạn đang nghĩ cuộc sống này công bằng, bạn nên nhớ rằng cuộc sống này không công bằng. Để khi nó đang xảy ra những việc không công bằng thì bạn thấy nó cũng bình thường. Đừng có kỳ vọng cuộc sống này công bằng.
Cuộc sống này vốn dĩ nó không có công bằng. Còn những người mà họ cứ mong muốn để cuộc sống này công bằng là bởi vì họ không chấp nhận cái cuộc sống này. Nhưng mà cuộc sống này là vốn dĩ không công bằng. Để chúng ta khỏi phải gì ạ? Khỏi phải mệt đầu mệt óc. Nó không công bằng, nó bất công là đúng rồi. Đúng là quy luật của cuộc sống rồi. À, chào bạn Đoàn Tấn Hiền. Cảm ơn bạn So Vi Trần. À, các bạn có nhận ra cái điểm khi chỗ này mà. À, nó là chúng ta cần gì ạ? Chúng ta cần phải có những cái suy nghĩ này. Tìm ai đó đưa chúng ta giúp đỡ. Bây giờ online thì rất là dễ giúp đỡ nữa. À, những cái gì đó hay bạn chia sẻ qua Facebook. Bạn có thể livestream giống mình. Bạn có thể đi gặp ai đó để chia sẻ họ những điều hữu ích, những điều tử tế. À, và bạn đã lên cái việc này cho gì ạ? À? Cho chính cái cuộc sống của mình chưa? À, vừa rồi mình chia sẻ bạn cái điều thứ ba. Còn hai điều nữa rất là hay. Trước khi chia sẻ hai điều khác, mình giới thiệu về mình chút. Có một số bạn lần đầu tiên biết mình. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment số 1 để mình biết. Các bạn có thể là đăng ký vào cái kênh của mình. Bên kênh Facebook thì các bạn cứ đăng ký các bạn của mình, chọn follow. Bên kênh YouTube thì các bạn như thế nào? Các bạn like vào cái bài của mình, các bạn đăng ký và các bạn nhớ bấm cái chuông nha. Các bạn nhớ bấm cái chuông. À, thì khi mà mình live stream thì nó mới lên các bạn. Mình tên là Nguyễn Thái Duy. Mình là tác giả của những quyển sách giáo quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, Cách Đi Lên Của Người Khởi Nghiệp Từ Nam Xu. À, Cách Đi Lên Của Người Khởi Nghiệp Từ Nam Xu. Và chào bạn Nhàn, chào bạn Thái Huy. À, chào bạn Lê Minh Tâm. À, và nó như thế nào ạ? À? Và cái quyển sách này, các bạn nào muốn ra khởi nghiệp thì bạn đọc quyển sách này, nó rất là truyền cảm hứng cho các bạn. Cái quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Mình chia sẻ bạn 101 những cái bài học trong cuộc sống và trong kinh doanh. Nhiều bạn mua cái quyển sách này, họ nói cái quyển này là quyển gối đầu giường. À, cái quyển thứ ba của mình là quyển Bán Hàng Online Ngay. À, quyển này là mới ra, nó hổi tuần vừa rồi. Là nó đã đi khắp mọi miền đất nước hơn cả ngàn cuốn rồi. Các bạn thấy nhanh không ạ? À, rất là nóng hổi luôn. Cái quyển thứ tư là cái quyển Beyond the Way. Cái quyển này bằng tiếng Anh, chúng ta chỉ tập trung vào thị trường nước ngoài thôi. Vậy thì ngay bây giờ mình có một cái offer cho bạn. Bạn nào mà trên khắp mọi miền đất nước mà bạn order 3 cái quyển của mình, mua ngay 3 cái quyển của mình, à, thì nó là 330.000 sẽ free ship cho bạn trên khắp mọi miền đất nước. Bạn nào sở hữu ngay 3 quyển sách rồi thì các bạn comment xuống cho mình. Các bạn sẽ được add vào trong một cái group. Và sang tuần mình sẽ chia sẻ cho bạn cũng cái lớp học qua online luôn, hoàn toàn miễn phí về kinh doanh và khởi nghiệp trong cái group đó. À, trong cái group được các bạn add vào đó. Dĩ nhiên, trước khi các bạn add vào group thì các bạn bấm vào link và các bạn có những cái câu hỏi, các bạn phải trả lời được những câu hỏi đó. Bạn nào có sách thì trả lời được những câu hỏi đó. Các bạn nào không có sách không trả lời. Các bạn add vào mà các bạn không trả lời câu hỏi thì nhân viên nó cũng không có add các bạn vào, bởi vì nó cứ xem bạn là chưa có sách. À, nó là các bạn hãy làm đúng đó. Bạn Lê Minh Tâm đã có 4 cuốn tuyệt vời. À, thì các em nó sẽ đưa đường link cho em và em sẽ add vào. Hoặc là em comment trên Facebook của mình, lúc mình rảnh mình thấy cái comment em thì mình sẽ đưa cho em cái đường link. Và em add vào và em phải trả lời được những cái câu hỏi ở trên đó thì em đã add vào. Và mình sang tuần thì mình sẽ chia sẻ một cái lớp ở trong đó. À, cảm ơn các bạn đã nghe mình quảng cáo, ok chưa? Và mình lại chia sẻ tiếp cái điều thứ tư. Mình lại chia sẻ tiếp cái điều thứ tư. Cái điều thứ tư là hãy có sức khỏe tốt. À, hãy có sức khỏe. Bạn có ước mơ gì, bạn muốn làm ăn gì? À, mới có 2 quyển thì chưa được bạn Thế Thành ơi, phải có 3 quyển. À, dù bạn có làm ăn gì, à, bạn làm tốt cái điều gì mà bạn không có sức khỏe thì bỏ tay, không giải quyết được. Nó là trong năm 2019 này bạn đã gì, đã chuẩn bị cho kế hoạch sức khỏe của mình chưa? À, bạn đã chuẩn bị cho cái đó chưa? Bạn có thức dậy mỗi sáng tập thể dục chưa? Bản thân mình là hồi nãy trước khi mình live stream cho bạn là mình đã tập thể dục rồi, mình tắm rửa rồi xong rồi các bạn ạ. À, phải có sức khỏe, phải có năng lượng vô cùng tràn đầy. À, mình ngày nào mình cũng tập thể dục hết. Một tháng 30 ngày thì hết 28, 29 ngày là đã chạy rồi. Mình là thích chạy. Sáng nào cũng 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 5 rưỡi tùy lúc. À, mình chạy.
và ngay Nam mình cũng vậy á. Dù bạn có ước mơ, dù bạn có kỹ năng, dù bạn có kinh nghiệm, dù bạn có kiến thức .. bạn có bằng cấp, bạn rất là giỏi, nhưng bạn không có sức khỏe thì tất cả là con số 0. Nên bạn cứ cam kết với mình rằng trong năm 2019 này bạn phải có sức khỏe, và bạn có sức khỏe thật tốt mà. Ngày nào bạn cũng luyện nó mà, bạn có cam kết với mình nó như vậy mà. Và nếu trong năm 2019 bạn làm được điều này thì bạn vô cùng tràn đầy, và bạn khát khao kinh doanh mãnh liệt, và bạn khát khao kiếm tiền mãnh liệt luôn. À, mình tin chắc là bạn sẽ làm được cái điều này, nó tuyệt vời vậy. Ok chưa? Các bạn có nắm được cái này gì chưa? À, chạy nó làm cho chúng ta có năng lượng và tràn đầy thôi. Cái đó là điều tốt mà. Tại sao chúng ta phải suy nghĩ? Tại sao tập thể dục là tốt cho mình mà chúng ta phải suy nghĩ hơn thua? À, và ngày nào cũng lý do. Các bạn thấy không? Cuộc sống làm cho người khác thì chúng ta hay lắm, làm cho chính mình thì chúng ta cứ ngồi tính toán. Cái điều đó là điều thú vị nhất các bạn thấy không? nó rất là thú vị. Làm cho người khác thì làm ào ầm ầm vậy á. Ai nhờ cái là lăn ra làm à. Nó là nhiều lúc người ta nói là à thế gì à, việc hành sớm thì giỏi mà việc nhà thì quăng một bên đó. Nhiều lúc thú vị lắm. Làm cho chính sức khỏe mình nói như vậy chứ ai nhờ làm gì là lăn ra đi làm liền thôi. Cái con người chúng ta nó thú vị đó. Ok chưa? À, đó là cái bước số 4. Rồi bước số 5. À, học. Nói về học vậy thì à, bạn trong năm 2019 này. À, trong năm 2019 này bạn học cái gì nhỉ? Một cái kỹ năng, một cái kiến thức gì mà nó làm cho bạn đột phá? Và bạn cần phải học đó. Bạn cần phải biết về nó, bạn cần phải am hiểu về đó. Mình năm nào mình cũng lên một cái plan là năm nay mình cho phép mình tìm hiểu kiến thức gì đó. Mình như năm nay nè, là mình cho phép mình tìm hiểu kiến thức về AI, trí tuệ thông minh nhân tạo đó. Mình tìm hiểu về sâu đó hơn, mình am hiểu về nó hơn. À, cái thế giới nó luôn luôn thay đổi, mỗi ngày nó luôn thay đổi. Chúng ta không học là chúng ta bị đi lùi ngay. À, hãy cho chúng ta biết những cái kiến thức. Vậy thì bạn hãy xem là cái điều gì mà bạn chỉ biết và tập trung từng cái một thôi. Có nhiều người làm nhiều quá, tập trung nhiều mục tiêu quá, không làm được. Một năm tìm hiểu một thứ thôi. Vậy nếu mà bạn kinh doanh giỏi chưa thì tại sao bạn không dành cả năm 2019 này để bạn luyện kinh doanh? Nếu bạn ra kinh doanh rồi mà chưa giỏi, là nguyên nhân là gì? Có thể là gì? Do bán hàng dở. Thì tại sao không dành để luyện bán hàng? Và nếu mà bạn bán hàng giỏi rồi mà không có khách hàng, nghĩa là bạn đang bị vướng marketing, thì tại sao không vướng marketing? Tại sao không luyện cho mình đàm phán? À, bạn hỏi chút chưa? Vậy thì bạn bảo Giang em cho số điện thoại em. Vậy thì bạn tự hỏi với chính mình là trong năm 2019 này chúng ta luyện cho mình cái kỹ năng gì, luyện cho mình cái kiến thức gì. Tất cả những gì bạn luyện ngày hôm nay thì khoảng 2-3 năm nữa bạn mới đạt được. Chào bạn Phan Thanh Lâm. Đúng rồi, chính xác luôn. Bạn Phan Thanh Lâm ơi. À, các bạn nhận ra điều này chưa? Nên là mình mong muốn các bạn rằng là trong năm 2019 này, để chúng ta có sự thay đổi trọn vẹn và triệt để, thì bạn như thế nào ạ? À? Bạn cần phải gì ạ? À? À, cần phải chọn một cái gì đó để học. Và đừng có học theo cái kiểu mà học rồi về làm được liền. Không có. Bạn nên nhớ, chúng ta học một cái gì đó rồi nó ở trong con người chúng ta, mất hết 1-2 thậm chí 3 năm sau chúng ta mới thẩm thấu nó và chúng ta mới làm được. Bạn nên nhớ vậy. Mình nắm ra cái quy luật đó rồi, nên là mình cứ túc tắc mình học từng bước từng bước. Còn bạn học rồi bạn lao ra bạn làm được liền, thường thường là không làm được nhiều. À, thường thường là không làm được nhiều. Ok bạn Lâm ơi. À, chào bạn luật sư. À, nó là vừa rồi mình chia sẻ 5 điều đó. À, các bạn tổng kết lại và các bạn làm. À, mình có cái chương trình kinh doanh Tết, đào tạo qua livestream hoàn toàn, các bạn ngồi học ở trên khắp mọi miền đất nước. Mà dĩ nhiên các bạn có đóng học phí 500.000.
vào trong một cái group. Thì các bạn nào quan tâm cái lớp này, kinh doanh kiếm tiền ngày Tết đó, bạn có vốn từ 5 triệu, bạn kiếm mấy ngày Tết 50 triệu là chuyện bình thường, tiền lãi đó là chuyện bình thường. Các bạn năm trước nó đã làm rất là tốt cái việc này, mình đào tạo trong cái group. Hiện tại cái group học nó đã lên 70 bạn rồi. Thì các bạn vào đó, các bạn có cơ hội kết nối được 7 bạn trên khắp mọi miền đất nước. Các bạn ngồi ở nhà, các bạn học, các bạn nào quan tâm lớp này thì các bạn add Zalo 0937939598, add Zalo trao đổi với bạn phụ trách, thì các bạn sẽ được vào trong cái group group đó. Hoặc là bạn nào mà hoặc là các bạn comment lên đây, và tối mai mình có chia sẻ đó, cái khóa 1 người ta đã học xong rồi, khóa 1 người ta đã học xong rồi, bây giờ bắt đầu là khóa 2 và khóa 3, và dự kiến là vài trăm bạn học lận trên khắp mọi miền đất nước các bạn, và các bạn có cơ hội làm quen kết nối cả vài trăm người đó. Cái chiến lược kinh doanh bán hàng Tết rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nào chưa vào trong group thì các bạn sẽ có được cái đường link, và các bạn trả lời được các đường link thì các bạn sẽ vào trong cái group sách khác, cái group Tết khác nha, hai cái group đó khác. Cái group kinh doanh bán hàng Tết là một cái group khác, còn cái group mà có sách là một cái group khác, hai cái group hoàn toàn khác nhau. Cảm ơn các bạn đã xem cái live stream sáng hôm nay, và bây giờ mình chuẩn bị để mình lên lớp, để mình đứng lớp cái ngày thứ hai cho cái lớp online, cho tới 9 giờ tối mình mở về, và mình cũng lên sớm để mình có hẹn một bạn ở Đà Nẵng bay vào. Bạn đó cũng học mình 4 năm rồi, bạn kinh doanh rất là thành công, bạn muốn bay vào để gặp lâu ngày gặp cảm ơn. Với cái thứ hai nữa là bạn cũng hỏi thêm một số chiến lược kinh doanh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúc bạn ngày thứ chủ nhật rất là ý nghĩa. Bye bye các bạn.